Bài B. Căn x cộng 2 căn x trừ 1 bằng 2. Thì đây là dạng căn A bằng B khi và chỉ khi B lớn hơn bằng 0. Và bình phương hai vế sẽ ra A bằng B bình. Được chưa ? Thì bước đầu tiên các bạn nhìn thấy đây là A nè. Đó, đây là B nè. Nhưng trong A vẫn còn căn. Vậy thứ nhất ta phải có điều kiện của căn, đó là trong căn lớn hơn bằng 0. Vậy tương đương x lớn hơn bằng 1. Sau đó các bạn áp dụng kiến thức, đó là B2 lớn hơn bằng 0. Và bình phương hai vế x cộng 2 căn x trừ 1 bằng 2 bình. Vậy tương đương 2 lớn bằng 0, đúng không ạ? Đúng rồi, nên các bạn không cần phải ghi. Vậy x cộng 2 căn x trừ 1 bằng 4. Vậy tương đương 2, chuyển x này qua đây, 2 căn x trừ 1 bằng 4 trừ x. Tương đương nhân 2 qua bên kia thành chia 2, vậy là 4 trừ x chia 2. Được chưa? Lại tiếp tục quay về dạng gì ? Căn A bằng B khi và chỉ khi B lớn hơn bằng 0 và A bằng B bình. Vậy tương đương 4 trừ x chia 2 lớn hơn bằng 0 và bình phương hai vế x trừ 1 bằng 4 trừ x chia 2 bình phương. Vậy tương đương đây chia chuyển qua thành nhân, vậy là 4 trừ x lớn hơn bằng 0, x trừ 1, ở đây ra gì ? 4, đây hàng đẳng thức 16 trừ 8 x cộng x bình, tương đương, hôm nay chuyển qua đây, vậy x nhỏ hơn bằng 4, bạn nào không biết thì các bạn cứ chuyển vế đổi dấu nhân chia số âm chiều đổi là các bạn sẽ ra nha các bạn. Rồi ở đây 4 mang qua đây mình sẽ ra là 4x trừ 4 bằng 16 trừ 8x cộng x bình, tương đương x nhỏ hơn bằng 4. Và rồi các bạn chuyển qua hết một vế bên đây cho giúp lợi, vậy là x bình trừ 12x cộng 20 bằng 0. Sau đó các bạn bấm máy tính giúp lợi đi ? Bấm máy tính thằng này thì mình sẽ ra bao nhiêu ? Bấm ở đây các bạn bấm phương trình bậc 2 nha các bạn. Rồi bấm 1, A bằng 1 nè, trừ 12 nè, 20 nè, 1 bằng trừ 12 bằng 20 bằng thì ra 10 và 2, x bằng 10 và x bằng 2. Nhưng do nó nhỏ hơn bằng 4, vậy cái này loại nè, cái này nhận nè, nhưng ở đây mới điều kiện của thằng này thôi, chưa có điều kiện của thằng này. X lớn bằng 1 không ? Lớn hơn bằng 1, vậy nhận kết luận vậy S bằng 2.